giả đang coi qua livestream nữa thì rất là muốn biết về thông tin thêm về nhóm của mình. Thì thôi bây giờ nhân dịp mình đang đứng ở Sài Gòn Tân Thời, mình có thể giới thiệu từng thành viên cho mọi người được biết được không? Dạ. Cam họng lên, cam họng ta bóp mũi bây giờ. Nói đi anh. Cùng lời chào đến tất cả quý vị đang ngồi dưới đây. Mình là thành viên lớn tuổi nhóm nhất nhóm Halloween. Tên là Kỳ Nam ạ. Kỳ Nam, dạ, yeah, Kỳ Nam. Facebook là Kỳ Nam luôn anh. Kỳ Nam luôn. À thầy Kỳ Nam luôn. Rồi cảm ơn anh. Dạ xin mời anh. Dạ. Yeah. Em là thành viên ở giữa nhóm, tên là Aaron Hoàng. Còn em là thành viên nhỏ tuổi nhất, tên là Nguyên Minh. Nguyên Minh, trời ơi. Ok, mấy bà thay áo hết trơn rồi biết sao không? Nước miếng nó chảy, nó ướt áo mà thay áo mới. Dạ, cảm ơn các anh rất nhiều đã đến với Sài Gòn. Cái gì ạ? Trời ơi trời. Quá trời kỳ cục rồi. Mày đứng tới cái kế Kỳ Nam mày không thấy kỳ cục hả? Trời ơi. Quá trời tức. Cái gì vậy? Trời ơi hình. Quý vị, nếu mà quý vị đi ra ngoài đường mà thấy mấy cái poster đó quý vị, mà ví dụ như gia đình không, dù gái hay trai chỉ hay là đủ đó quý vị, là hai mẹ con nha. Dạ, đó. Rồi, được rồi. Thôi cảm ơn bạn. Trời ơi. Mấy anh mà còn ở đây là mấy con này tối nay không có 1.000 luôn đó. Anh. Dạ, anh này nãy anh nói là anh lớn tuổi nhất trong đò trong nhóm á hả? Anh dạ. Lớn tuổi bằng tuổi chị Quyền không? Dạ, ba anh cộng lại mới bằng chị Quyền thôi. Rồi. Trời ơi, tự nhiên có hội tuổi. Sao mấy đứa kỳ quá. Cái lô ảnh với chị cho ảnh đi. Kêu bằng anh không ngại hả má? Hai thằng nhỏ hồi nãy cộng lên mới bằng tuổi bà đó má. Bà đẻ tao. Rồi, bây giờ cảm ơn ban nhạc rất nhiều, chút xíu mình sẽ trở lại nha. Thank you các anh. Đó. Đừng quên ban nhạc của chị nha, ban nhạc cũng xuất sắc lắm. Rồi, ngay bây giờ ai có biết chúng ta hướng mắt sẽ có bắt đầu. Dạ dễ hả anh? Dễ thương ngồi giữa chánh điện luôn, không buồn chút ghét. Dễ nè. Rồi. Lấy dễ bán con ơi. Huy ơi chạy đi con ơi. Mấy chị đi xuống, chị ra mấy chị ra mấy chị ra. Xuống chị ra mấy chị ra mấy chị ra mấy chị ra. Ở dưới quê làm ăn mà không lên Sài Gòn thì lái xe làm con 18 vô con 18 con 18 con 18 con 18 con 18 con 18 số thì ra 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 con 18 con 18 con số thì ra số thì ra sóc chưa quý ơi con 18 con 18 con 18 mới một con chó chó vô con 18 chẳng tình
yêu. Tình yêu là bé thơ tao trong hồn ta. Tình yêu chẳng có bên nhưng vẫn còn đây. Người ơi đừng nhớ nhau tôi xa cá. Vẫn chạc nhạc bài ăn 28 số gì đây, còn mấy gì đây, số gì đây, số gì đây, chàng là chúa muôn loài, nàng là ánh sao trời, nơi tề ba đứng vua anh minh, màu hoàng đường thánh cùng là nàng, nhờ học phép nhiệm màu, trời ta đã an bài, quyền tìm kiếm kiếm giữa cùng trao, trao tình yêu phúc tơ nhạc lòng. Sáu chục chồng, còn 60 nguyên 60. Còn 60, còn 60. Mày chỉ ra, mày chỉ ra, mày chỉ ra. Chỉ ra không có đâu. Mà đổi mày. Còn lại. Chỉ ra còn lại đúng không? Còn số 6, còn số 6. Còn số 6. Rồi đó, để từ đây thì sao, đừng học mà giữ như cái bà đó nha. Bao giờ có chuyện giữ cái bao lần nào nữa. Tốt chị đây. Ác độc. Dạ tôi xin lỗi ba. Xin lỗi ba con. Là tấm vé cờ xin lô xin dừng xe. Dạ số 6 đang có chủ nhân may mắn nha. Xin bạn khán giả một được quan quân xé tờ mấy. Chúng ta dựng vé trên tay cùng nhau kiểm tra. Và tiếp tục một vòng đời mới. Giá tiền vẫn là 30.000 đồng cho mỗi một tờ lá vé. Và tiếp xíu đến đây chúng ta sẽ được gặp gỡ giao lưu cùng với khách mời đặc biệt ca sĩ, nhạc sĩ Hà Bến Trương sẽ được gửi đến tất cả quý vị. Rồi bây giờ em gái bước lên nè. Rồi em trai vui lòng di chuyển lên sân khấu nha. Chúng ta có hai chủ nhân, chúng ta sẽ được chia đều đổi vé với nhau. Chúng ta cùng nhau kiểm tra. Cái đó tiếp tục vòng đời vừa rồi chúng ta có hai mã số 1 là 1983, 1987.